Thưa quý vị, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc là biện pháp quan trọng nhằm thúc đẩy tinh thần sức chiến đấu của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân. Thời gian qua, nhờ làm tốt phong trào này mà lực lượng công an huyện Đông Hải luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từng cán bộ chiến sĩ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, tận tụy, thầm lặng góp công góp sức cho công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Đảng ủy Ban Chỉ huy Công an huyện Đông Hải đã tích cực chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, lồng ghép các phong trào thi đua với đẩy mạnh thực hiện, học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 lời dạy của Người đối với công an nhân dân. Thông qua các phong trào, lực lượng cán bộ chiến sĩ công an huyện đã không ngừng có sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong và tích cực thi đua thực hiện hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong cái thời gian mà nhận công tác tại đơn vị á, thì đảng ủy, lãnh đạo công an huyện cũng là thường xuyên quan tâm làm tốt cái công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ bằng nhiều cái hình thức phong phú đa dạng như là tổ chức đối thoại định kỳ giữa đảng ủy, lãnh đạo công an huyện với đảng viên, cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, hội viên trong đảng bộ lực lượng công an huyện. Rồi là thường xuyên là quán triệt cho cán bộ chiến sĩ học tập, nghiên cứu các cái chuyên đề học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Thì qua đó bản thân là không ngừng phấn đấu rèn luyện, rồi là có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động ngày càng sâu sắc hơn đối với nhiệm vụ của bản thân với vai trò trách nhiệm đối với là nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân. Với sự công hiến tích cực của lực lượng cán bộ chiến sĩ, công an huyện Đông Hải luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chủ động nắm, dự báo tình hình và triển khai các chương trình kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, không để xảy ra bị động bất ngờ. Đồng thời, công an huyện và các xã thị trấn cũng chủ động thực hiện quyết liệt các mặt công tác trọng tâm, đột phá, tham mưu đề xuất giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự và xây dựng hình thành nhiều mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Chỉ tính riêng trong 7 tháng năm 2024 này, lực lượng công an huyện đã tổ chức tuần tra vũ trang 1.537 cuộc với hơn 12.500 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó phát hiện 6 vụ trộm cắp tài sản, giải tán 20 nhóm thanh niên tụ tập có biểu hiện gây mất trật tự công cộng, ngăn chặn một nhóm đối tượng có biểu hiện chuẩn bị dùng hung khí để thanh toán mâu thuẫn, triệt xóa 83 điểm tệ nạn xã hội liên quan đến 295 đối tượng, tạm giữ số tiền gần 93,5 triệu đồng và khởi tố 8 vụ, 9 bị can. Tập trung lực lượng triệt xóa 21 điểm tệ nạn về ma túy liên quan đến 38 đối tượng, khởi tố 10 vụ liên quan 13 bị can. Vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được 20 khẩu súng, 79 viên đạn, 32 dao tự chế và nhiều thành tích nổi bật khác. Với những thành tích đạt được, trong năm 2024, công an huyện đã nhận được 1 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, 2 bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều bằng khen, giấy khen khác của các tập thể cá nhân thuộc công an huyện. Qua theo dõi, kiểm tra đánh giá phong trào thì phải nói là thời gian qua cán bộ chiến sĩ công an huyện hưởng ứng thực hiện hết sức là tích cực, mang lại những kết quả hết sức là thiết thực. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cấp trên giao, cán bộ chiến sĩ công an huyện đều thực hiện đạt và vượt, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, là tội phạm và phạm pháp hình sự được kéo giảm, các hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện và xử lý kịp thời. Đạt được những thành tích như trên, phải nói là ngoài sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ chiến sĩ, là công an huyện, công an xã thị trấn, thì đảng ủy, lãnh đạo công an huyện luôn quan tâm là kiểm tra đôn đốc việc thực hiện là hàng tháng, hàng quý, là đảng ủy, lãnh đạo công an huyện luôn là tổ chức cuộc họp làm để đánh giá những kết quả thực hiện phong trào nhằm phát huy những kết quả đạt được. Bên cạnh đó thì cũng tìm ra những cái nguyên nhân để mà khắc phục rồi thực hiện trong thời gian tới và đạt được kết quả tốt hơn. Cùng với nhiệm vụ chuyên môn của ngành, lực lượng công an huyện Đông Hải cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, phối hợp với các xã thị trấn tổ chức ra mắt 7 câu lạc bộ
Chi hội Cựu Công an Nhân dân phòng chống tội phạm với hơn 100 thành viên, cấp phát trên 6.500 tờ rơi tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống tội phạm để người dân biết, phòng ngừa và kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng công an đấu tranh triệt phá các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, giúp người dân an tâm lao động sản xuất. Lực lượng công an huyện còn nhận đỡ đầu 20 hộ nghèo ở xã An Trạch với số tiền 80 triệu đồng, tổ chức vận động các nguồn lực xã hội đóng góp kinh phí và nhu yếu phẩm giúp đỡ hàng trăm hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trên 250 triệu đồng. Thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban chỉ huy công an huyện, bản thân tôi bên cạnh việc thực hiện các công tác chuyên môn cũng thường xuyên tham gia các hoạt động gắn liền với địa bàn cơ sở. Thứ nhất, về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội, của các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, tham gia các công trình, phần việc gắn bó với người dân như công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người dân, thường xuyên tham gia phát quà cho hộ nghèo cũng như giúp đỡ các gia đình chính sách. Qua đó, bản thân tôi thấy đây là một hoạt động có ý nghĩa, thể hiện được tinh thần xung kích của cán bộ chiến sĩ công an huyện Đông Hải. Bên cạnh đó, được tạo sự gắn kết giữa quần chúng nhân dân với lực lượng công an huyện nhà. Bên cạnh những hoạt động do đơn vị thực hiện, các chiến sĩ công an huyện Đông Hải cũng luôn nhiệt tình trong những phong trào do các cơ quan đoàn thể phối hợp tổ chức, nhất là các hoạt động hướng về cơ sở, giúp đỡ người dân khó khăn. Tính đến nay, lực lượng chiến sĩ công an huyện và công an các xã thị trấn đã phối hợp thực hiện rất nhiều hoạt động phong trào như ra quân phát quang bụi rậm, làm vệ sinh môi trường, sửa chữa lộ giao thông nông thôn, đắp nền nhà cho gia đình chính sách, sửa chữa nhà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó tạo dựng niềm tin vững chắc giữa lực lượng với quần chúng nhân dân. Công an huyện Long Hải là lo cho dân, với là hỗ trợ Tết, quà, gạo, rồi với các nhà hộ nào nghèo công an huyện hỗ trợ nhà cửa cắt cho bà con mình nó thoát nghèo rồi. Chính sự tin yêu của quần chúng nhân dân và sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã giúp lực lượng công an huyện Đông Hải từng bước trưởng thành và lớn mạnh. Đội an ninh là một trong những tập thể tiêu biểu của công an huyện Đông Hải nhiều năm qua. Với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng an ninh đã đi sâu, đi sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời đề ra biện pháp tham mưu cho Ban chỉ huy công an huyện xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các vụ việc phức tạp, không để đối tượng cơ hội lợi dụng lôi kéo người dân tham gia vào những vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh tôn giáo và an ninh thông tin trên địa bàn. Chúng tôi đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số mặt công tác trọng tâm sau. Thứ nhất là đã chủ động làm tốt vai trò tham mưu, xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là xây dựng các kế hoạch để đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại đất nước và địa phương, triển khai đồng bộ mọi biện pháp nghiệp vụ để nắm và quản lý chặt địa bàn, đối tượng, mục tiêu trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện hoạt động có liên quan đến an ninh quốc gia, chủ động làm tốt vai trò tham mưu trong công tác giải quyết các vấn đề tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh thành điểm nóng, không để các đối tượng tập trung yêu cầu khiếu kiện vượt cấp, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc. Trọng tâm là cũng đã làm tốt công tác vận động tranh thủ chức sắc, chức việc trong tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm phát huy vai trò của họ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, đội an ninh công an huyện Đông Hải đã được Bộ Công an tặng thưởng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua về an ninh Tổ quốc từ năm 2021 đến năm 2022 và 3 năm liền đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng 2021-2022-2023. Trong đó, từ năm 2021 đến năm 2023,
lực lượng an ninh huyện đã nắm thông tin 47 vụ tranh chấp khiếu kiện và tham mưu lãnh đạo giải quyết, hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp khiếu kiện vượt cấp, nắm quản lý chắc 526 người nước ngoài và 43 Việt kiều đến địa phương tạm trú, thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của 19 cơ sở tôn giáo được cấp phép và các cơ sở tôn giáo chưa được cấp phép, quan tâm thực hiện kiểm tra văn hóa, kiểm tra hoạt động các địa điểm kinh doanh trò chơi điện tử, máy bắn cá và nhắc nhở xử phạt đối với những trường hợp vi phạm. Đạt được kết quả đó chính là nhờ lãnh đạo đội an ninh công an huyện đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phân công bố trí giao việc hợp lý cho cán bộ chiến sĩ, góp phần phát huy hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ công tác trong đơn vị. Thời gian qua, đội an ninh được giao xử lý nhiều công việc liên quan đến lĩnh vực an ninh. Được sự quan tâm của ban chỉ huy cũng như lãnh đạo đội an ninh, thì từng cán bộ chiến sĩ của đội an ninh đã nhận thức được trách nhiệm của cá nhân và luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với phương châm gần dân, trọng dân, dựa vào dân, cán bộ chiến sĩ trong đội an ninh luôn chú trọng xây dựng mối quan hệ thân thiết với nhân dân, kết hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, chủ động hướng dẫn các hộ kinh doanh có điều kiện thực hiện hồ sơ thủ tục đúng theo quy định pháp luật. Cơ sở tôn giáo hoạt động đúng tôn chỉ mục đích trên tinh thần tốt đời, đẹp đạo và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, từ đó góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Cùng với đội an ninh, các đội nghiệp vụ trực thuộc công an huyện Đông Hải thời gian qua cũng làm tốt chức trách nhiệm vụ của mình, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho các công ty, doanh nghiệp và người dân an tâm lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Cũng trong những tháng đầu năm 2024, công an huyện Đông Hải đã tiến hành khởi tố 36 vụ tội phạm về trật tự an toàn xã hội liên quan đến 37 đối tượng và điều tra làm rõ 29 trên 36 vụ, đạt tỷ lệ 80,6%. Khởi tố 11 vụ tội phạm ma túy liên quan đến 23 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy và chứa chất sử dụng trái phép chất ma túy. Mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Trên cơ sở thực hiện tính nghiêm minh của pháp luật và sự công tâm khách quan, công an huyện Đông Hải đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, được quần chúng nhân dân tin yêu, tín nhiệm. Để phát huy kết quả làm được, thời gian tới công an huyện sẽ tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình các loại đối tượng và kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền, chỉ đạo giải quyết ngay từ đầu, ngay từ cơ sở những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, không để hình thành điểm nóng, nhất là các vụ tranh chấp, khiếu kiện trên địa bàn. Tăng cường phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm, có kế hoạch triệt xóa các điểm tệ nạn xã hội và những nhiệm vụ trọng tâm khác. Đối với lực lượng công an thì phải ra sức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để tập trung thực hiện các văn bản của Bộ Công an, của Công an tỉnh, rồi sự chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân huyện để thực hiện tốt cái vai trò của lực lượng công an. Và trong cái phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc thì lực lượng công an quận huyện phải tập trung chỉ đạo cho lực lượng công an xã từng địa bàn, theo dõi từng địa bàn, rồi nắm chắc các cái đối tượng di biến động trên địa bàn, để từ đó chúng ta phải cương quyết đấu tranh loại bỏ những cái phần tử có cái nguy cơ cũng như các cái tệ nạn xã hội, thì phải quyết liệt bài trừ, nhất là cái tệ nạn về ma túy, làm sao cho cái địa bàn của huyện Đông Hải là từng bước để đảm bảo được giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Với cái tâm của những người chiến sĩ công an nhân dân, dù cho bất kể ngày đêm, lực lượng cán bộ chiến sĩ công an huyện vẫn luôn tuần tra, canh gác, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm nhằm giúp người dân có được những giấc ngủ ngon, môi trường sinh hoạt ổn định và an tâm lao động sản xuất. Phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc thật sự đã trở thành động lực để cán bộ chiến sĩ phấn đấu nhiều hơn trong công tác, hết lòng, hết sức, phụng sự tổ quốc và phục vụ nhân dân. Chuyên mục Đông Hải trên đường phát triển kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.